hàng loạt cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật. Những chương trình mới cùng lúc triển khai trong khi đội ngũ cán bộ ở cơ sở còn thiếu, năng lực còn hạn chế. Sợ bị liên lụy, sợ làm sai, sợ bị xử lý kỷ luật. Những biểu hiện của căn bệnh sợ trách nhiệm, không dám làm xuất hiện ở nhiều lĩnh vực trong các cấp các ngành. Công việc ách tắc, trì trệ, các chương trình dự án bị chậm tiến độ triển khai, công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo cũng phần nào bị ảnh hưởng. Ngăn chặn, đẩy lùi căn bệnh này và khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm là hai mặt xây và chống, đòi hỏi nỗ lực quyết tâm cao nhất và những giải pháp đồng bộ, quyết liệt cần triển khai từ sớm từ xa. Tình trạng một bộ phận cán bộ suy thoái về tư tưởng, đạo đức cách mạng, tự diễn biến, tự chuyển hóa đã dẫn đến bị xử lý kỷ luật trong thời gian qua tại huyện Bắc Quang. Trong 6 tháng đầu năm, thông qua công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp đã xem xét xử lý kỷ luật 3 trường hợp, trong đó Ban Thường vụ huyện ủy xem xét thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Nội dung vi phạm là thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền cấp xã. Trong thời gian gần đây thì đã xuất hiện tình trạng đảng viên đun đẩy, né tránh trách nhiệm. Số này mặc dù là không nhiều, không phải là phổ biến, nhưng nó đã ảnh hưởng và tác động đáng kể đến cái quá trình lãnh đạo, cũng như là tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, huyện Bắc Quang cũng đang tiến hành các bước theo quy trình ra soát quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2025-2030. Tuy nhiên, trước thực trạng cán bộ bị xử lý kỷ luật, những yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của cán bộ cấp cơ sở về trách nhiệm quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, một bộ phận cán bộ có tư tưởng thoái trào xin ra khỏi quy hoạch vì sợ trách nhiệm. Điều này ít nhiều đang gây ra khó khăn nhất định cho công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tiếp theo của huyện Bắc Quang. Cái khó khăn lớn nhất là cá biệt có những cán bộ thuộc diện quy hoạch có đầy đủ các cái tiêu chí cần thiết, nhưng mà có cái tư tưởng là sẽ không muốn tham gia phục vụ lâu dài mà muốn chọn cái vị trí nào nó phù hợp với cái nguyện vọng của cá nhân. Ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây được coi là động lực thúc đẩy công cuộc giảm nghèo, thay đổi diện mạo các vùng nông thôn, miền núi, cải thiện đời sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Năm 2024, tổng kinh phí sự nghiệp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Hà Giang là trên 2.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 6, toàn tỉnh mới giải ngân đạt trên 13%, tỷ lệ rất thấp, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đối với chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều vướng mắc. Một số tiểu dự án thuộc chương trình không thể giải ngân, có nguy cơ phải trả lại hoặc điều chuyển nguồn vốn. Vấn đề đã được đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài những nguyên nhân khách quan về việc chưa thống nhất, chờ các văn bản hướng dẫn của các bộ ban ngành trung ương, thì một trong những lý do được chỉ ra là tình trạng cán bộ một số nơi còn thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy. Một số cấp ủy chính quyền của cơ sở thì cũng chưa thực sự quan tâm vào cuộc một cách quyết liệt và chưa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết những cái vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Và cái nguyên nhân thứ hai là một số cán bộ, đảng viên thì cũng có những cái biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, chưa mạnh dạn tham mưu đề xuất trong triển khai, thực hiện các cái nhiệm vụ của chương trình. Chúng ta đã biết là bây giờ chủ yếu là phân cấp rất mạnh cho địa phương, kể đến cấp xã, đến người dân, cụm hợp tác xã, người dân tổ chức triển khai thực hiện. Cho nên là cái hành lang pháp lý đầu tiên ý, thì nó không rõ ràng, cho nên là cái người tổ chức triển khai thực hiện ở cơ sở họ cũng không dám làm. Đấy, và cách tuyên truyền ở cơ sở có người thì hiểu thì tuyên truyền là đúng và trúng, có những nơi là người ta không hiểu mà không nghiên cứu sâu
tuyên truyền cho người dân. Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán về đường lối quan điểm, từng bước hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khơi dậy, phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã chỉ rõ, có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện các nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Cũng có thể nói là hiện nay ở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khối các cái cơ quan thực thi nhiệm vụ, thực thi cái chủ trương, chính sách đang có hiện tượng là đùn đẩy trách nhiệm, thì chưa dám nghĩ và không dám làm. Có tư tưởng là làm ít thì sai ít, làm nhiều sai nhiều, không làm không sai. Thế cho nên là cũng khá trì trệ. Hiện nay là cũng có một bộ phận như vậy. Trong bối cảnh đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý kỷ luật đối với cán bộ đảng viên theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ đảng viên né tránh, sợ trách nhiệm, sợ vi phạm. Thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, tài chính, mua sắm trang thiết bị, thủ tục hành chính đầu tư cho phát triển doanh nghiệp, cung ứng các dịch vụ trực tiếp liên quan đến người dân và doanh nghiệp, triển khai các chương trình dự án phục hồi phát triển kinh tế xã hội hay 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Nhìn chung thì nhiều khía cạnh thì nhiều, có khi đôi lúc cũng phải suy nghĩ là cũng sợ làm đấy, sợ thực hiện các chương trình mô hình đấy. Nói chung công việc thì nhiều, mà áp lực cũng rất là nhiều. Từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ chuyên môn. Đấy, công việc rất nhiều. Các cái văn bản trước, hôm sau phải đều phải có ngay hoặc là cần phải gấp ngay. Đấy. Tuy nhiên là những cái công việc của địa phương này đôi khi là nó cũng nhiều cái hạn chế. Từ thực tiễn xuất hiện phổ biến căn bệnh sợ trách nhiệm, Bộ Chính trị cũng đã ban hành kết luận số 14 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kết luận 6 giám trở thành một chủ trương rất đúng đắn, rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, tỉnh Hà Giang cũng đẩy mạnh triển khai, coi đó là hành lang pháp lý, là nền tảng động viên, khích lệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nêu cao vai trò của người đứng đầu. Ta có các quy định của Đảng rồi, đặc biệt là kết luận số 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thế như vậy là hành lang ta có và các cái về cơ chế ta có. Thế cho nên là đầu tiên là tuyên truyền, sau đó là đến triển khai và đồng thời với việc đó là phải làm tốt công tác kiểm tra giám sát. Những biểu hiện về đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã vi phạm các quy định theo nghị quyết của Đảng, vi phạm các quy định của luật chính quyền địa phương, luật tổ chức chính phủ và luật cán bộ công chức, là biểu hiện của tự diễn biến mới, biến đổi từ bên trong cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm thui chột dần các chuẩn mực của người cán bộ cách mạng. Đây là thực trạng rất đáng lo ngại, tác động tiêu cực đến sự vận hành của hệ thống cơ quan, tổ chức và trong thực thi công vụ. Dẫn đến hậu quả công việc bị chậm trễ, ách tắc, nhiều cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ, nhiều công trình triển khai chậm tiến độ, nhiều nguồn vốn đầu tư công không được giải ngân đúng kế hoạch, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội không được giải quyết kịp thời, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm của cán bộ ở những cấp độ khác nhau cũng làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Căn bệnh này thực sự gióng lên hồi chuông, cần có những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm, từ xa và cấp thiết trong giai đoạn những năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.